đúng ý của mình. Với một tiết trời như thế này, Đại học Cần Thơ quyết thắng rồi. Hãy bổ xẻ, bổ cho qua xẻ. Gửi những lời động viên tới chúng tôi để có thể phục vụ quý vị. Gửi những lời động viên tới chúng tôi để có thể phục vụ quý vị. Các cầu thủ số 3 Lê Văn Quốc, số 5 Lê Xuân Vũ, số 7 Gia Lộc. Vẫn là bình luận nhiệt nữa đi anh bình luận viên ơi. Cổ Khải hết cả rồi đấy này. Bóng Gia Lộc. Vẫn là bình luận nhiệt nữa đi anh bình luận viên ơi. Cổ Khải hết cả rồi đấy này. Bóng chạy chạy áo vàng nào đây. Số 6. Số 6 áo vàng. Run kick. Penalty không. Chạy chạy áo vàng nào đây. Số 6. Số 6 áo vàng. Run kick. Penalty không. Đường lên bóng của các cầu thủ Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đã biết là rất là đẹp trai rồi. CTU quyết thắng. Với lời khen này thì tôi cuộc so tài giữa Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có tỷ số là không đều. Thì đang lạnh sun, nhưng ở Nha Trang này thì có mưa. Đây là phòng tin tức ngày hôm nay làm bản tin trưa hay sao ấy. Anh Phạm Tuấn Anh thì anh lởm em mới bảo anh hát, chứ anh hát hay thì ngồi anh ngồi đấy làm gì. Tình huống áp sát phòng cấm rồi. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có đánh đầu. Vừa rồi là một tình huống phạt góc của Đại học Cần Thơ. Vẫn là các cầu thủ áo xanh rất quyết liệt. Bình luận viên chắc vừa bị nhắc nhở. Các bọn Hoàng Bách, Mai Lê Trung Kiên thi đấu nhé. Đánh đầu. Các bọn Hoàng Bách, Mai Lê Trung Kiên thi đấu nhé. Đánh đầu. Thạch Tuấn Tường. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho các chàng trai áo vàng. Đánh đầu. Goal. Thạch Tuấn Tường. Thêm một quả phạt góc nữa dành cho các chàng trai áo vàng. Đánh đầu. Goal. 1-0 cho Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui đã có bàn thắng và thêm một trận đấu nữa. Các khán giả phải nóng mắt nhá. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Goal. Các khán giả phải nóng mắt nhá. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Goal. Thắng rồi. Nhưng mà trận đấu này thì mình mong là có tỷ số hòa. Vẫn là các cầu thủ áo vàng. Tình huống bóng lộn xộn. Này đang có một điểm khi ở lượt trận đầu tiên chia điểm với Đại học Sài Gòn. Bây giờ thì Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang có được. Này đang có một điểm khi ở lượt trận đầu tiên chia điểm với Đại học Sài Gòn. Bây giờ thì Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang có được điểm số nào? Nhưng họ trong trận đấu ngày hôm nay đang có được lợi thế về bàn xà thắng trước Đại học Cần Thơ. Đường chuyền của số 5. Đây là anh chàng số 10 thực hiện cú sút. Thực hiện cú sút. Đây là số 3 Nguyễn Minh Công. Dứt điểm ngay. Đây là số 3 Nguyễn Minh Công. Dứt điểm ngay. Một cầu thủ của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã qua hai cầu thủ của Đại học Cần Thơ. Vẫn còn số 4 của thật quyết liệt. Trọng tài đang ngắt còi. Bây giờ họ sẽ phải hướng đến một chiến thắng nếu không muốn bị dừng chân tại SG Cup 2023. Ngày hội bóng đá. Bây giờ họ sẽ phải hướng đến một chiến thắng nếu không muốn bị dừng chân tại SG Cup 2023.
ngày hội bóng đá của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là các chàng trai áo vàng. Nguy hiểm quá. Đấy đâu? Xoát trái bóng như thế này. Phá càng xa không thành càng tốt là điều mà các cầu thủ hai bên đang hướng đến. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Khá thoáng, rất táo bạo. Ôi. Ace Cup. Handy hảo hảo, hơn cả món tủ còn là chiến hữu. TH Truthy thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Yoga Bola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. TV 360, xem gì cũng có. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông. Ace Cup, handy hảo hảo, hơn cả món tủ còn là chiến hữu.